trình Du lịch kỳ thú phiên bản 2016. Chương trình của chúng tôi là sự kết hợp giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú, cùng với tôi là Sĩ Thanh, thư ký của chương trình, cùng bốn thám tử tài ba, đó là thám tử Pazo, thám tử Thiên Vương, thám tử May và thám tử Miko. Như tuần trước thì có một nhiệm vụ hết sức là nóng hỏi, cam go để nhường cho bạn May. Xin mời bạn May lên bục. Mình cũng không hiểu tại sao mà cứ khi mình vắng mặt là lại nhai nhiệm vụ cho mình. Nha May phải cảm ơn Sĩ Thanh vì những cái nhiệm vụ mà hết sức khó khăn, hết sức là khác người đều cho May, là May có cơ hội để thể hiện bản thân của mình, thể hiện cái đó là phải cảm ơn mình. Thể hiện sự nam tính của mình với các bạn nữ mà ai đang ế thì có cơ hội tới gần đó. Nè, cái này là tôi đã đăng ký rồi, đừng có giới thiệu cho các cô gái đang ế nữa. Thôi thì để mình quay lại cái nhiệm vụ của May đi ha. Tôi tên là Hồ Minh Lợi, địa chỉ 18 bis xuyệt 22 Nguyễn Thị Minh Khai. Sáng nay tôi tập thể dục công viên thì bắt được một con thú lạ, tôi không biết nó là con gì mà nghi là hậu duệ của loài khủng long còn sót lại. Nó có răng nhọn, móng vuốt, có bẫy trên lưng và rất hung dữ. Rồi biết con nói gì rồi. Nhờ chương trình giúp tôi xử lý nó giùm. Con kỳ nhông xử lý con này là làm sao? Nhưng mà xử lý mà kỳ nhông là ông kỳ bà. Không, chắc là bỏ lên chảo sơ chiên xào nướng rồi bày ra dĩa. Cái gì mà vừa hung dữ mà vừa cắn người mà vừa có móng vuốt nữa? Không biết May, chắc là phải lấy cây dây mà vuốt cây mồm của nó, không cho nó cắn mình nữa. Ai sẽ là người buộc mồm nó lại? Chắc là phải nhờ người ta xử lý. Chắc là thả nó ra đi thôi chứ. Thả nó đi thì nó cắn người ta. Thì kệ nó, nó cắn ai là chuyện của nó, mình đâu liên quan. Dạ chú. Chú Lợi phải không? Đúng rồi. Nhưng mà con này là con gì chú? Con rồng Komodo. Con rồng to. Con rồng đất. Nãy chú nói là con gì? Rồng con gì đó. Trời chú, để coi. Indo rồng Komodo hả? Ủa mà phải nó không? Con rồng con mà nó đô. Giống lắm. Cả sâu nhỏ như thế này này, Adidas không thấy rồi. Con này nó còn ghê hơn. Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất thế giới, vẫn còn sống với chiều dài trung bình từ 2 tới 3 mét. Đó, cho anh đi nói. Rồi vậy nuôi nó mấy món nó bự hơn con cá sấu hả? Cái quái quỷ thế chắc vậy á. Ở Indo lại lang thang ở Việt Nam. Sức mạnh bộ hàm cùng với độc tính nước giải sẽ giết chết con mồi dù đó là trâu mồi. Wow, vậy là anh là không có là gì luôn đó. Ủa mà khoan, 2-3 mét mà con này đâu có tới 2-3 mét. Con này nhỏ xíu mà. Nó có thể giết con trâu. Cái này là đủ để giết mình rồi. Đây. Đặc điểm sinh học chỉ cho phép rồng Komodo sinh sống tại Indonesia, nên chúng ta không thể tìm loài động vật quý giá này ở bất kỳ nơi nào trên trái đất. Ủa sao kỳ vậy? Ở Indo nó khác biệt sao? Con này đâu? Đâu? Dĩ nhiên đó không phải là con rồng Komodo. Vậy thôi bây giờ vậy đi ha. May cầm cái bao đi bắt con đó bỏ vào. No, mày. Phân công rồi. Mấy chữ no. Phân công gì mà phân công? Để May cầm bao cho May cầm không, bao. Không. Tay của mình dài hơn. Tay ra đi khỏe hơn. Sẽ để cái bao như thế này này. À, mày hiểu không? Nhắc như thế này đấy. Rồi dụ nó nhắc chạy cái vô, này lên, không? Nó chạy vào. Cuốn này. Nhưng mà nó có cắn mình không? Thì nếu mà nó vào cái này thì làm sao mà cắn nữa? Kiếm găng tay đeo vào đi. Kiếm cái găng tay đeo vào cho đỡ độc. Chuyện càng ngày càng vui rồi đó. Hình như lâu rồi mình chưa giặt cái đồ này. Ê, nó còn mùi trứng luôn. À. Ai ai. Thôi đây đừng gặp đó. Điều đó luôn hả? Không giặt đồ luôn. Từ cái vụ mà anh bóp nát quả trứng đó. Bây giờ tôi chưa giặt. Không có thời gian mà giặt. Kéo nó lên thì nó phải. Rồng gì đó, gì đà. Rồng Komodo không có sống được ở Việt Nam. Ủa đâu, hình như đập bên nào nó chạy bên đó hay sao? Trời ơi, nó không sợ gì hết luôn. Nó không có chui ra lỗ này hay. Thôi, thò tay vô bóng đi. Bảo là đừng chọc giận nó. Trời. Đó. Nếu là Miko dám thò vô không? Kìa. Lúc đó nó căng thẳng lắm chứ bộ. Trời, lúc nó căng thẳng nước không biết làm thế nào. Con này con ăn kiến nè. Trời. Rồi sao? Con kiến là có mũi dài. Con kiến là con TT khác. Dụ nó hai. Nước rạ đá. Em thấy cái lưỡi nó lè lè đó đó. Nhưng mà mình đang thấy là nó có nước ở đây này. Thì nó đi theo cái nước. Bây giờ bắt là được nó hay đem đi đâu? Cái con quỷ sao nó không chịu chui ra đây ta? Nó
mày là anh thích chứ không là anh rau đâu. Chọt nó để nó chạy qua bên kia. Sao chọt nó chịu qua bên kia ta? Đây mày vui đấy. Mày hình như cây này không cho quả cho lắm. Cắn vô bị cắn vô. Nó đã cắn rồi sẽ... nhưng mà may quá chỉ cắn vô găng tay thôi. Ồ. Anh đi có sáng kiến mới kìa. Thừa phát đi. Thọc luôn vô tay luôn đúng không? Anh đi làm nhưng mà anh đi làm mày. Mày đã có sẵn thì có cái suy nghĩ mới sáng tạo okay. Được. Câm luôn à. Bình tĩnh nha con. Nhẹ tay luôn, đừng bóp chết nhỏ. Đấy, này, này. Kéo nó vào, kéo nó vào. Nó khỏe quá. Đó, 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 đó. Mình không dám kéo mạnh, sợ đó, nó bị thương. Chứ nó bám rất là khỏe, okay. Rất là chắc. Chắc vào nha. Đừng cắn con, đừng cắn, không có gì phải. Ok, chuẩn luôn. Kéo lên, kéo lên. Ôi, còn cái đuôi, cái đuôi, cái đuôi. Gần 2 tiếng bắt được con tiền nhông, nhốt trong vòng. Quân vào ấy. Rồi, rồi. Hồi nãy chương trình bảo mình đi Đại Nam đúng không? Ừ. Chỗ đó hình như có vườn thú. Mang con này tới đưa cho họ, họ sẽ nuôi giúp mình. Vậy đi. Cũng đến Đại Nam luôn hả? Vâng. Sao mình đi vô sở thú ta? Dạ chị, cho hỏi vườn thú. Dạ bé thưa bà cần của bà vườn thú là 130. Giải thích đi. Là tụi em có mang tới một con khỉ đà. Khỉ đà. Thì bảo là vậy thì giờ tụi em tặng con khỉ đà này cho vườn thú thì tụi em có được vào mà không cần tốn vé. Dạ. Cảm ơn anh, cảm ơn em. Sao dễ vậy? Bình thường nó sẽ khó hơn mà. Nhưng mà hòa ra mày cũng có cái dễ thương ấy. Được đấy. Tôi phải đi 1 km nữa hả trời. Mày mướn hả? Vậy mày muốn mình cứ đem thú tới là mình được vô cửa miễn phí. Em muốn bắt thằng lằn đem vô đi. Nha. 1, 2, 3. Cái cảm giác nó rất là khó chịu. Quầy bán vé kìa. Đâu? Đó. Trên nè. Ờ, vậy mình chắc mình chạy vô nha. Ừ, chắc thế. Lên. Lên. Nhìn thì nhanh vậy thôi. Chứ ở đó là tụi đạp xe cũng mất 10 phút á. Dừng. Sao nó dừng? Trời. Không nổi. Còn sống gì vậy? Còn sống. Rồi, rồi. Ok. Rồi luôn. Đặc điểm là các nhân viên ở đây thường di chuyển trong vườn thú bằng xe đạp. Còn con Adi và con Mây. Rồi rồi. Này là trưởng vườn thú của Đại Nam. Con kỳ đà ra đây. Nó là con kỳ đà rồi đó hả? Ok. Mình không muốn biết nó sẽ làm gì tiếp theo. Nó được nhốt chung vô chuồng với các đồng loại rồi. Cái biến này là cấm chọc phá thú và cho thú ăn thức ăn bằng từ ngoài vào. Cái đó thì cháu thấy ở cả ở Ba Lan, ở Việt Nam, ở đâu cũng có. Nhưng mà chưa có ai giải thích cụ thể là tại sao nên không nên. Mỗi một loài thú nó có một cái thức ăn riêng biệt, đặc biệt của nó. Ví dụ như thú ăn thịt thì nó chỉ là ăn thịt thôi. Nó không có ăn kẹo, ăn bánh, ăn đồ. Hay là con thú ăn cỏ, con gấu chẳng hạn thì nó lại ăn ngọt được. Nhưng mà chúng ta không cho khách liền cái cục kẹo vào. Nếu mà người khách liền cục kẹo vào mà còn để y cái vỏ thì nó nuốt vô bụng là nó không tiêu hóa được cái vỏ của cái miếng kẹo thì con thú nó sẽ chết. Mà một khi nuôi con thú mang tính chất là vừa trưng bày vừa bảo tồn mà để cho thú chết đó là một cái điều không ai chấp nhận. Mày có muốn lên làm nhân viên của vườn thú Đại Nam không? Lương rất là cao. Nhân tiện đã tới là phải làm thử chứ. Có mùi không? À, dĩ nhiên là phải có mùi mới phải đeo khẩu trang. Không phải là có mùi không mà mùi rất là nặng. Cơ bản như vậy là chúng ta cũng đã cơ bản là tốt rồi. Bây giờ thì để thử thêm một chút nữa. Ừ. À thì chúng ta sẽ qua cái chuồng hổ trắng. Chào chú, cháu về ạ. Mày rất thích nhưng mà cháu thì thôi, cháu thì nghỉ. Chào mọi người, em về. Ủa? Hết rồi hả? Tưởng Ủa, mày phải tưởng đi qua chuồng hổ. Dạ đúng rồi. Chuồng hươu hay là chuồng kỳ đà hay là chuồng gì thì ok, nhưng mà chuồng hổ thì chắc là mình phải suy nghĩ lại một chút. Phải có kỹ năng, phải được huấn luyện. Vậy mà đòi chứng tỏ làm chuẩn men. Vậy sao mày muốn anh thuần hóa được em? Anh làm gì anh cứ đứng xa em ra vậy? Anh đứng gần để anh nói cũng được vậy. Rồi, đừng làm mình sợ nha. Đừng có tạo áp lực cho người ta. Chắc mọi người cũng nghĩ đây là nhiệm vụ nguy hiểm đúng không? Thật sự đây là nhiệm vụ nguy hiểm mà.
Có nguy hiểm đâu. Dạ, anh nguy hiểm mà. Anh phải hiểu được một cái điều, cái nhiệm vụ này là em thấy vô cùng nguy hiểm. Tại thật ra bản thân tôi không dám cầm vô cái con kỳ đa đó. Chuẩn men dễ sợ. Thấy như một phần là nguy hiểm là ý tụi nó là sao? Là để bảo toàn tính mạng cho con kỳ đà đó. Trời, nó nhỏ như vậy, mình mạnh tay một chút thôi nó có thể bị thương, nên mình phải vừa nhẹ tay. Trời đang rất là nóng nực nha nè, nên phải vẩy nước cho mát, rồi cũng phải tạo lỗ cho thở, mà tạo lỗ sao để nó không thoát ra ngoài được. Có nút móng tay vô cho nó ăn không? Có đâu. Đây còn thông minh, đây còn biết suy nghĩ. Nhờ cái chuyến đi thả này mà May đã được trải nghiệm công việc của những người chăm sóc thú. Cảm giác là phải yêu những con thú trong đó mới làm được. Tại vì có những công việc rất là đặc thù. Tức là mình phải vừa tắm cho thú nè ha, rồi dọn chuồng, rồi cho thú ăn. Có tâm sự với thú không? Cái đó chắc không đâu anh. Có ôm nó đi. Có chứ. Tâm sự với nó mình mới biết là nó thích cái gì. Rồi mình mới yêu thương nó, mình mới chăm sóc được nó. Chứ mình phải hiểu tâm lý nó. Giờ em mới biết là anh Vương biết được ngôn ngữ của loài thú. Thẳng thắn một điều là chú ấy cũng đã gợi ý là công việc của May ở đó lương rất cao. Vậy tại sao May không nghỉ đi để chúng ta có những thành viên mới để tham gia vào đây? Ủa là đuổi đó hả? Rõ ràng. Cảm ơn May rất nhiều, mời May về chỗ.